cụ của các bạn đâu rồi. Đây. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nha. Các bạn nhớ theo dõi và ủng hộ anh người nhện nha. Các bạn nhỏ ơi, anh người nhỏ anh chạy chạy trí này, anh người nhỏ sẽ được giảm cân thôi. Anh người nhỏ chắc chắn sẽ được giảm cân thôi. Các bạn nhỏ ơi, anh người nhỏ anh chỉ này chắc chắn sẽ giảm cân thôi. Ngã luôn rồi. Bạn Bi cũng bị nha. Bi dữ mà. Rồi, chiếc này bạn Bi nè, bạn Bi nè, bạn Bi là bắt keo lắm. Quá trời luôn rồi, anh nhìn đó tán tà lao. Chết vậy. Bi ơi, khó lên Bi ơi. Để bắt đi, dạ. Trời siêu vui luôn rồi. Sao không ai chọi chúng hết trơn vậy? Lượm dép về, lượm dép về. Vậy rồi, bạn nhẫn chín rồi nha, chín phần nhẫn rồi. Nãy giờ chị chưa thấy anh nhện đỏ mà chọi chúng được cái lon ra sau luôn á. Công nhận anh nhện này dở quá. Ha
Dính rồi, dính rồi, dính được quả nhẫn nữa rồi. Đây, đây. Các em ơi, hãy bấm vào màn hình để xem video tiếp theo nhé. Chị cảm ơn các em đã luôn ủng hộ Soybean TV. Đừng quên đăng ký kênh để là người đầu tiên được xem video mới nhất nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.